Liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, mới đây, Nga công bố video UAV Lancet đánh võng khi tập kích chiếc Abram trong vạt rừng gần thành phố Avdiivka, nhưng chưa rõ mức độ hư hại của xe tăng. Hình ảnh được truyền thông Nga công bố mới đây cho thấy, UAV tự sát Lancet của Nga tập kích xe tăng M1A1S Abrams triển khai gần Soloviovo, tây bắc thành phố Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk. Thời gian diễn ra cuộc tấn công không được tiết lộ, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện UAV tự sát Lancet đánh bay võng tấn công xe tăng M1A1 SR trong biên chế quân đội Ukraine. Trong video, chiếc Abram bị UAV trinh sát Nga theo dõi khi đang nằm giữa khoảng rừng. UAV trinh sát nhiều khả năng di chuyển dữ liệu mục tiêu. Chỉ thị đòn đánh cho UAV tự sát là xét, một phần trong chuỗi tiêu diệt đã được rút ngắn đáng kể thời gian gần đây của Nga. UAV tự sát Lancet bổ nhào, liên tục đánh võng trước khi lao xuống nóc xe tăng Abram và phát nổ, tạo ra đám khói lớn, chứa gió mức độ hư hại của chiếc M1A1S Abram và số phận tổ lại Ukraine sau cuộc tập kích. Đường bay kiểu đánh võng khác thường của UAV Lancet được cho là tính cơ động mới được Nga bổ sung so với bay thẳng trước đó, nhằm đối phó với hòa lực tầm thấp của đối phương trong giai đoạn phi cơ lao xuống mục tiêu. Quân đội Nga hôm 28 tháng 3 tuyên bố tiêu diệt xe tăng Abram thứ 5 trên chiến trường kể từ khi Ukraine triển khai loạt khí tài này. Hồi cuối tháng 2, nhưng không rõ có phải trước M1A1SA bị UAV lan tập kích hay không. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Theo báo cáo mới đây, quân đội Nga cho biết đang tăng cường các hoạt động nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng phòng không của Ukraine ở các khu vực phía sau tiền tuyến. Các báo cáo từ mặt trận cho biết, một hệ thống phòng không S-300 của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy. Tuyên bố này ngay lập tức được xác nhận bởi đoạn video công khai trên mạng xã hội. Tháp Shada 40 V-6M, bệ phóng S-300, bị hòa lực Nga không kích chính xác, nằm gần thị trấn Zmiyev thuộc khu vực Kharkov. Nga đang triển khai các cuộc không kích lớn nhằm vào các vị trí quân sự của Ukraine trên tiền tuyến thời gian gần đây, bộ chỉ huy quân sự Ukraine điều chuyển ngày càng nhiều hệ thống phòng không đến gần mặt trận hơn. Kết quả là nhiều hệ thống phòng không của Ukraine bị hỏa lực nga phá hủy. Cùng thời điểm này, thông tin ba máy bay tấn công Su-25 của không quân Ukraine bị hỏa lực nga vô hiệu hóa đã được Avp đăng tải. Theo đó, lực lượng hàng không vũ trụ nga đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở quân sự quan trọng của Ukraine, bao gồm cơ sở hạ tầng, ngành năng lượng và sản xuất khí đốt. Đại diện chính thức của bộ quốc phòng nga cho biết quân đội Nga đã vô hiệu hóa tất cả các mục tiêu được chỉ định, bao gồm cả các doanh nghiệp thuộc Tổ hợp Công nghiệp Quân sự Ukraine nhờ sử dụng tên lửa hành trình phóng từ trên không và máy bay không người lái cảm tử Geran XNU-MX. Trong khi đó, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát một số cứ điểm chiến lược của Ukraine gần Chasovsa ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. Cố vấn của lãnh đạo Donetsk Igor Kimakovsky nói với TASS ngày 1 tháng 4. Nhờ đó, các nhóm tấn công của Nga đã có thể tiến quân đáng kể về phía Chasovsa, đặt phật lớn các tuyến đường tiếp tế của lực lượng Ukraine trong khu vực dưới sự kiểm soát hỏa lực của họ. Trước đó, ông Kimakovsky nói với TASS rằng, Trà là trung tâm quan trọng của quân đội Ukraine trên lãnh thổ Donetsk. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lính dù Krum trên chiếc xe chiến đấu BMD-4M đã tấn công bộ binh tại cứ điểm gần khu định cư Vobov, theo hướng Orekhov, thuộc vùng Zaporizhia. 15 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng, trích thông báo. Cùng thời điểm này, ông Vladimir Chokov, lãnh đạo phong trào We Are Together with Russia cho biết quân đội Nga đã phá hủy một cây cầu ở thị trấn Gulipapoli do Kiev kiểm soát thuộc vùng Zaporohie. Ông Chokov viết trên Telegram, cuộc không kích vào Gulipapoli ở vùng Zaporiye đã phá hủy cây cầu quan trọng đối với lực lượng Ukraine, nhưng cây cầu bị đánh sập nhằm cản trở việc vận chuyển đạn dược và luân chuyển lực lượng. Họ sử dụng cây cầu làm tuyến đường tiếp viện chính cho khu vực tiền tuyến thuộc vùng Zaporiye. Ông cho biết thêm, cuộc tấn công được thực hiện bằng máy bay quân sự và máy bay không người lái. Cùng ngày, lực lượng đặc nhiệm Ukraine tuyên bố đã phá hủy hệ thống tác chiến điện tử tiếp theo của Nga trên mặt trận Zaporiye. Trong quá trình trinh sát trên mặt trận Zaporohie, chỉ huy trung đoàn 3 của lực lượng đặc nhiệm đã phát hiện hệ thống tác chiến điện tử R-330 ZH Tito. Lực lượng tên lửa và pháo binh đã được huy động. Hệ thống R-330 ZH theo sau đó đã bị phá hủy. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Washington Post, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lên tiếng kêu gọi Mỹ nhanh chóng cung cấp cho Ukraine các tên lửa chiến thuật tầm xa ATAX nhằm tấn công các sân bay và máy bay của Nga đặt tại bán đảo Crimea. Ông Zelensky cho biết, khi Nga có tên lửa còn chúng tôi thì không, họ tấn công mọi thứ từ cơ sở khí đốt, năng lượng, trường học, nhà máy đến các tòa nhà dân sự của Ukraine bằng tên lửa. ATACS 300 chính là câu trả lời cho vấn đề này. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng nước này muốn sử dụng tên lửa tầm xa không phải để tấn công lãnh thổ Nga, mà là các sân bay của đối phương ở Crimea. Khi Nga biết chúng tôi có thể tiêu diệt những máy bay phản lực, họ sẽ không tấn công từ Crimea. Nó giống như với hàm đội biển. Chúng ta đã đẩy họ ra khỏi lãnh hải của mình. Bây giờ chúng tôi sẽ đẩy họ ra khỏi các sân bay ở Crimea. Ông lưu ý, Ông Zelensky thừa nhận rằng các quyết định liên quan đến tình hình chiến sự của Ukraine hiện phụ thuộc vào quyết định của Quốc hội Mỹ. Ông cho biết Ukraine có thể tiến hành các hoạt động tấn công hạn chế, nhưng để đẩy lùi nga, quân đội nước này cần nhiều vũ khí và đạn dược hơn nữa. Chúng tôi đã mất nửa năm trong khi Quốc hội Mỹ bất đồng ý kiến. Chúng tôi không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Ukraine không thể là một vấn đề chính trị giữa các bên. Nhà lãnh đạo Ukraine nói đồng thời cho biết những người chỉ trích việc viện trợ cho Ukraine không hiểu được lợi ích của cuộc chiến. Trước đó, Tổng thống Zelensky cũng đã chia sẻ với hãng tin CBS News rằng quân đội Ukraine đã ổn định được tình hình ở trên tuyến. Song ông cũng cảnh báo nhiều khả năng Nga đang chuẩn bị một đợt tấn công khác trong cuối tháng 5 hoặc tháng 6. Vừa qua, lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine SFO tuyên bố vừa phá hủy một hệ thống tác chiến điện tử Hitel của Nga ở khu vực tiền tuyến Zaporizhia, miền nam đất nước. Báo Pravda của Ukraine trích dẫn thông báo ngày 1 tháng 4 của SFO trên kênh Telegram cho biết, trong khi trinh sát ở mặt trận Zaporizhia, các quân nhân thuộc Trung đoàn 3 của SFO đã phát hiện ra hệ thống tác chiến điện tử R-330ZH Hitchell của Nga. Họ đã điều khiển hỏa lực để một đơn vị tên lửa và vào binh thuộc lực lượng phòng vệ Ukraine nhắm vào mục tiêu đối phương. Kết quả của nỗ lực phối hợp này là hệ thống gây nhiễu R-330ZH Hitchell đã bị phá hủy. SFO cũng đã đăng một video quay lại cuộc tấn công nhưng không đề cập đến thời gian chính xác diễn ra sự việc. Theo các chuyên gia quân sự, R-330 ZH Hotel là hệ thống gây nhiễu di động do công ty Protect của Nga phát triển, được thiết kế dựa trên những kinh nghiệm tác chiến ở chiến trường Syria. Theo nhật báo Anh Telegraph, một cuộc điều tra mới đây của Ủy ban Quốc phòng Anh đã tiết lộ rằng lực lượng vũ trang nước này ngày càng bị sàn trải quá mức và không được chuẩn bị hoặc trang bị đầy đủ cho một cuộc đối đầu tiềm tàng với Nga. Phó Tham mưu trưởng Quân đội Anh, Trung tướng Sirop Magowan đã xác nhận rằng nước này không thể duy trì cuộc chiến với Nga trong hơn 2 tháng. Khi được Mark Francois, cựu Bộ trưởng Quốc phòng đặt câu hỏi liệu có đúng là Anh không thể duy trì một cuộc chiến toàn diện với Nga hơn một vài tháng, do thiếu sự trữ đạn dược và thiết bị hay không. Tướng Marwan thừa nhận rằng đó là sự thật. Ông Marwan tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Anh sẽ cần phải quản lý rủi ro hoạt động do thiếu nguồn lực vốn không có sẵn cho các cuộc xung đột tiềm ẩn trong tương lai. Tiết lộ này được đưa ra sau thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp với các nghị sĩ rằng ông ủng hộ việc tăng chi tiêu quốc phòng nhưng không thể đảm bảo có thêm chi phí. Phát biểu tại Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Anh, ông Sapp đã nói về sự bất cập của chi tiêu hiện tại cho đạn dược. Tôi đã nói rất rõ ràng rằng số tiền chúng ta đang chi cho đạn dược vào lúc này không đáp ứng được các mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt trong mọi lĩnh vực. Bộ trưởng Quốc phòng Anh lưu ý rằng cần phải chi tiêu nhiều hơn ngoài chương trình kỷ lục cho cái mà ông gọi là hệ thống phòng thủ tên lửa tích hợp. Tuy nhiên, ông sắp nói rằng bất kỳ cuộc xung đột tiềm ẩn nào cũng có thể liên quan đến các đồng minh NATO thay vì Anh hành động một mình. Bộ trưởng sắp nói, Anh chưa sẵn sàng cho cuộc chiến một mình với Nga. Điều quan trọng là phải hiểu rằng chúng ta thuộc NATO và có thỏa thuận phòng thủ chung. Chuyển qua tin tức đáng chú ý khác, Hà Lan sẽ triển khai một đơn vị phòng không Patriot tới Litva, quốc gia có biên giới với Nga, để tập trận phòng không chung trong mùa hè. Theo Hoàn tin chủ tế, quân đội Hà Lan tuyên bố cuộc tập trận kéo dài vài tuần là cần thiết để tăng cường khả năng phòng không ở sườn phía đông. Mục tiêu là để kiểm tra khả năng của quân đội NATO trong việc nhanh chóng vận chuyển và triển khai các đơn vị đến khu vực nhất định. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren cho hay, Quyết định bố trí một hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất tới gần biên giới Nga là góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng của phòng không NATO. Litva đã hoan nghênh cuộc tập trận và cho biết Hà Lan sẽ huấn luyện cách tái triển khai các đơn vị phòng không cùng với lực lượng vũ trang của Vinius. Bộ trưởng Quốc phòng Litva Laurinas Kasnat cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết của lực lượng hiện diện tiền phương tăng cường, E, B của NATO đối với an ninh các nước bản tích và kêu gọi có thêm các cuộc tập trận với sự tham gia của máy bay và hệ thống phòng không NATO ở Litva. Tuy nhiên, hiện chưa rõ thời điểm Hà Lan đưa Patriot từ Litva. Một khẩu đội có hệ thống phòng không Patriot gồm nhiều đơn vị gắn trên xe tải, gồm kiểm soát hỏa lực, radar, anten và các phương tiện hỗ trợ, cùng 8 bệ phóng trang bị tình lửa đánh trận.